từ mấy giờ sáng bác? 6 giờ bắt đầu tập. Tập tới mấy giờ bác? Ra đây từ 5 giờ chơi, 6 giờ tập. Tập tới mấy giờ? Tập đến 7 giờ. Bác tập được bao lâu, bao nhiêu năm rồi? 20 năm rồi. 20 năm rồi. Tập thấy có khỏe lên không bác? Có khỏe chứ, ngủ ngon. Và tinh thần thì sao? Tinh thần thoải mái. Dạ. 80 rồi, 80 rồi. Bao nhiêu? 80 rồi. Bác uống thuốc nhiều không? Không. Không uống thuốc gì cả. Bác nghĩ là nhờ tập thể dục hả? Vâng. Còn chế độ ăn uống của bác thì sao? Hả? Bác ăn uống thì sao? Ăn uống khỏe lắm. Và mấy con dâu rằng là vẫn cứ thèm cơm. Có kiêng cái gì không? Không. Kiêng thịt mỡ. Cứ mỗi sáng lắc như thế này là coi như mình ăn thoải mái không? Vâng, mới lại nó nhiều bài cơ mà. Chắc là còn các bài khác. Có nhiều bài lắm em ạ. Nói rồi chung, nếu mà bác có khuyên các cụ khác ở thành phố thì bác khuyên cái điều gì về tập thể dục? À vậy ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, tập thể dục buổi sáng. 1 tiếng đồng hồ? À 1 tiếng. Còn đi muốn chơi nữa thì chơi. Nó ra đây thì 5 giờ nhưng mà 6 giờ mới tập. Một cụ 80 tuổi đang lắc lư theo điệu nhạc disco. Môn phái của bác đang tập rồi gọi là môn phái gì thưa bác? Cô chả biết đâu, cô giáo cô đi mình theo cô. Theo cô được bao lâu rồi? Theo đã khoảng được gần chục năm rồi. Gần chục năm rồi. Rồi chúc bác khỏe nha. Vâng, cảm ơn. Gặp lại bác ngày mai. Vâng.